Cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp tục cuộc hành trình khám phá, ghi nhận lại những hình ảnh về Sài Gòn nha các bạn. Buổi sáng tại khu vực quận 5 cũng như là quận 3 và quận Tân Bình nha các bạn. Mời các bạn cùng khám phá với cuộc sống Sài Gòn TV nha. Ghi nhận lại những cái hình ảnh này. Đây chúng ta đang ở trên đường Trần Nhân Tông nha các bạn. Và chúng ta đang quẹo bên tay trái là đường Trần Phú và chòi dọc về đường Trần Phú. Các bạn nhìn thấy không? Hai bên đường Trần Phú rất vắng vẻ. Người dân đã đóng cửa, xe cộ cũng hạn chế rất nhiều nha các bạn. Phía trước chúng ta đó là ngã tư Trần Phú Lê Hồng Phong nha các bạn. Đây là một trong những cái ngã tư có rất nhiều hãng xe, đặc biệt là như xe Phương Trang và Thành Bưởi nha các bạn. Đó, chúng ta chạy thẳng về đường Trần Phú. Chúng ta chạy thẳng về đường Trần Phú á, thì các bạn nhìn thấy không? Hai bên đường Trần Phú là một con đường một chiều, nên là hai bên đường là người dân đã đóng cửa, chỉ còn một số cái cửa tiệm nho nhỏ thôi nha các bạn. Bà con vẫn còn mở cửa nho nhỏ thôi, xe cộ rất hạn chế. Các bạn nhìn thấy không? Rất vắng vẻ. Sài Gòn vắng vẻ, vắng lặng. Các bạn nhìn, rất vắng lặng. Nhìn những hình ảnh này, các bạn sẽ nghĩ đâu phải là Sài Gòn, phải không các bạn? Sài Gòn hôm nay như thế nào? Các bạn nhìn, cuộc sống Sài Gòn TV sẽ ghi nhận lại những cái hình ảnh về Sài Gòn cho tất cả các bạn xem nha. Chúng ta đi gần cuối đường Trần Phú rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ đi ra qua cái ngã 6 Cộng Hòa. Chúng ta sẽ đi tới ngã 6 Cộng Hòa, bao gồm đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ cũng như là Phạm Viết Chánh và Nguyễn Văn Cừ nha các bạn. Đó. Phía bên tay phải của chúng ta là chúng ta sẽ đi về quận 7 nha các bạn, và đi thẳng là sẽ đi về bệnh viện Từ Dũ hay là về trung tâm của Sài Gòn nha các bạn. Những hình ảnh bắt đầu là chúng ta đang đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Các bạn nhìn thấy không? Đường Nguyễn Thị Minh Khai nha. Phía bên tay phải mình là đường Phạm Viết Chánh. Những hình ảnh đường Nguyễn Thị Minh Khai nhìn cũng vắng lặng. Các bạn nhỉ? Cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những cái hình ảnh này cho tất cả các bạn xem về Sài Gòn hôm nay, tức là ngày 7 tháng 4 năm 2020 nha các bạn. Những hình ảnh về Sài Gòn hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2020, ngày cách ly thứ 7 nha các bạn. Cách ly xã hội như thế nào? Đây là toàn cảnh những hình ảnh tại quận 3 nha các bạn. Đó. Phía trước chúng ta đó là đường một con đường mà các bạn cũng hướng ngã tư, đó là Cống Quỳnh, nhà Cầu Thắng nha các bạn. Phía bên tay phải mình đó là bệnh viện Từ Dũ, một trong những cái bệnh viện cực kỳ lớn về phụ sản ở tại Sài Gòn nha các bạn, cũng như là trong cả nước của Việt Nam. Đó, cuộc sống Sài Gòn TV tiếp tục dẫn các bạn đi xuống, đi thẳng về đó. Hiện tại là mình thấy được bệnh viện Từ Dũ vẫn mở cửa để đón những người vào chữa bệnh nha các bạn. Những hình ảnh về Sài Gòn, những hình ảnh đường Nguyễn Thị Minh Khai vắng lặng, Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 vắng lặng các bạn nhỉ? Các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ vắng lặng phải không các bạn? Đây là cái ngã tư Tôn Thất, ngã ba nha các bạn, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai. Đó. Cái khu này nha các bạn là rất nhiều các bạn đi mua máy tính đó, có linh kiện máy tính thì ghé vào cái khu Tôn Thất Tùng này rất nhiều nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ đi tới ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng 8 của quận 3 nha các bạn.
Ngày xưa khu vực này có hai tiệm, có tiệm máy tính cực kỳ lớn nha các bạn, đó là tiệm máy tính Phong Vũ. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy phía bên tay phải đó các bạn, tay phải của khu vực này thì ngã tư này thì tiệm máy tính đã của Phong Vũ cũng đã đóng cửa, cũng như là phía bên tay trái thì vẫn còn nha các bạn. Những ai, những bạn nào vào năm 2004, 2005 hoặc là những cái năm về trước đó nha các bạn, nói về Phong Vũ thì cực kỳ là nổi tiếng về máy tính nha các bạn. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, cách mạng tháng 8, các bạn nhìn thấy không, cực kỳ vắng lặng, nhìn là cực kỳ vắng lặng nha các bạn. Không như mọi khi, chúng ta sẽ đi tiếp tục nha các bạn. Chúng ta tiếp tục về hướng về ngay chỗ khu vực công viên Tàu Đòn nha các bạn. Đó, đây phía bên tay phải chúng ta đó là công viên Tàu Đòn. Các bạn nhìn cái khung cảnh đường không? Không có một ai, cực kỳ vắng lặng, cực kỳ vắng lặng. Đó, các bạn nhỉ? Hôm nay là ngày thứ 7 của cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn dân cả nước cùng đồng lòng với chính phủ nha các bạn, hạn chế ra đường. Phía bên tay phải của mình đó các bạn, công viên Tàu Đòn là một trong những cái công viên mà tổ chức các cái sự kiện như hội hoa cũng cực kỳ lớn nha các bạn, trong các dịp Tết. Đây là cung văn hóa lao động nha các bạn, phía bên tay phải của mình, cung văn hóa lao động, cung văn hóa lao động nha các bạn. Nhìn không, các bạn nhìn thấy cung văn hóa lao động không, nằm một đường cuối đường của Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn. Đó, đây là phía bên tay phải mình nè các bạn, đó là khuôn viên của Dinh Thống Nhất nha các bạn. Dinh Thống Nhất cực kỳ lớn, các bạn nhìn cây xanh mất rượi trong khu vực Dinh Thống Nhất nha các bạn, nhìn khá đẹp. Một phía bên tay trái của mình là quận 3 nha các bạn. Khu vực Dinh Thống Nhất các bạn nghe. Rồi mình sẽ rẽ vô đường Dinh Thống Nhất một đoạn nha các bạn. Mình sẽ rẽ vào đường Dinh Thống Nhất một đoạn để cho xem các bạn xem như thế nào luôn về ngày cách ly thứ 7 nha các bạn. Đó các bạn ơi, hiện tại là mình đang đứng ngay chỗ cái góc ngã tư nha các bạn, Nguyễn Thị Minh Khai cũng như là cách mạng tháng 8, mình mới vừa quay cho các bạn đi ngang qua đó. Thì bây giờ mình tiếp tục đi về đường cách mạng tháng 8 để xem thử tình hình ở quận 3, khu vực đường trung tâm nó như thế nào nha các bạn. Ở đường cách mạng tháng 8 cũng cực kỳ là vắng lặng các bạn nhỉ. Đây chúng ta đang đứng tại đèn đỏ nha các bạn. Đây là cái góc ngã tư Võ Văn Tần và cách mạng tháng 8 nha các bạn. Góc ngã tư Võ Văn Tần, cách mạng tháng 8. Các bạn nhìn thấy không? Không thấy cái cảnh tấp nập như mọi khi, người dân đã hạn chế ra đường theo đúng chỉ thị của Thủ tướng nha các bạn. Chúng ta nên hạn chế ra ngoài đường lúc này nha các bạn. Những xe cộ này các bạn nhìn thấy đó là chắc là bà con cũng đi làm nha các bạn. Ở cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những cái hình ảnh này tại khu vực quận 3 ngày 7 tháng 4 năm 2020 cho tất cả các bạn nha các bạn. Đó, chúng ta đang đứng tới cái ngã tư nha các bạn, cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, hay còn gọi là ngã tư Lê Văn Việt và Phan Đình Phùng ngày xưa nha các bạn. Nơi đây thì có Hòa Thượng Thích Quảng Đức là người đã quả thiêu, tự tẩm xăng và thiêu sống mình nha các bạn, cực kỳ nổi tiếng ở vào năm 1897 và mất năm 1963 nha các bạn. Tiếp tục chúng ta lang thang xem đường cách mạng tháng 8, các bạn thấy không, vắng lặng, cực kỳ vắng lặng luôn phải không các bạn. Nhìn khung cảnh này các bạn suy nghĩ gì về Sài Gòn ngày nay? Vẫn có xe máy chạy ngoài đường đúng không các bạn, vẫn có xe máy chạy ngoài đường, người dân
vẫn ra ngoài đường các bạn nhỉ. Đó, đây là những người hình ảnh về Sài Gòn nha các bạn. Chúng ta đang đi tới cái Bùng Binh, công trường dân chủ nha các bạn, bao gồm đường Võ Thị Sáu nè, hay là Lý Chính Thắng nè, và một số các con đường như Nguyễn Phúc Nguyên, Cách Mạng Tháng 8 hay là 3 tháng 2 nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục ghé vào Cách Mạng Tháng 8. Bạn thấy những hình ảnh về đường Cách Mạng Tháng 8 không? Mấy khi là chỗ này rất sầm uất nha các bạn. Chỗ này cực kỳ sầm uất nhưng mà bây giờ cũng rất vắng lặng. Cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những cái hình ảnh về Sài Gòn, quận 3, Tân Bình nha các bạn, cũng như là một số khu vực nằm ở quận 5 cho tất cả các bạn trong ngày hôm nay, tức là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020, về tình hình cách ly xã hội xem thử là như thế nào nha các bạn. Đó, hướng này nha các bạn, là chúng ta sẽ chạy về Tân Bình, về gần chỗ công viên Lê Thị Riêng đó các bạn. Đó, chúng ta sẽ chạy về Tân Bình và hướng về công viên Lê Thị Riêng, cũng như là hướng về đường Trường Chinh, nơi mà cửa ngõ phía tây nha các bạn, đi về Củ Chi cũng như là đi về Tây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài nha các bạn. Những hình ảnh về đường Cách Mạng Tháng 8 quận 3 các bạn thấy như thế nào? Cũng có người ra đường phải đúng không bạn, nhưng mà đây là một cái đoạn đường gọi là trung tâm đó các bạn, nhưng mà rất vắng lặng. Đây là chợ Bình Hưng nha các bạn, khung cảnh phía trước của chợ Bình Hưng, bên tay trái của mình đó các bạn. Trần Văn Đoan phía bên tay phải nha các bạn, Trần Văn Đoan là hướng đi ra Sài Gòn đó các bạn, hướng đi ra ga Sài Gòn chỗ khúc đường Trần Văn Đoan nha các bạn. Các bạn thấy khung cảnh các cửa hàng đều vắng lặng luôn các bạn, đều đóng cửa. Đó, thấy không các bạn, các bạn nhìn thấy không, khung cảnh vắng lặng nhỉ các bạn nè, có một vài xe chạy ra ngoài đường. Rồi tiếp tục nha các bạn, tiếp tục cuộc hành trình khám phá, quay lại những hình ảnh về Sài Gòn hôm nay, Sài Gòn ngày nay, Sài Gòn đường phố Sài Gòn như thế nào nha các bạn, ngày cách ly thứ 7. Đó, phía bên tay trái của mình là công viên Lê Thị Riêng nha các bạn. Công viên Lê Thị Riêng là một trong những công viên cũng cực kỳ là nhộn nhịp ở Sài Gòn nha các bạn, quận 3. Nơi này thì các bạn nhìn thấy không? Hướng xíu lên nữa là chúng ta sẽ qua khu vực của Tân Bình nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ đi qua khu vực của Tân Bình, địa phận của quận Tân Bình nha các bạn. Hướng ra hướng này nha các bạn, tại cái ngã tư Bảy Hiền đó các bạn, gần tới cái ngã tư Bảy Hiền đó thì các bạn sẽ thấy có một cái bệnh viện cũng như là một cái ngôi trường cũng cực kỳ nổi tiếng, đó là Bệnh viện Thống Nhất và ngôi trường đó các bạn. Đó là ngôi trường Nguyễn Thượng Hiền nha các bạn. Ngôi trường Nguyễn Thượng Hiền cực kỳ có rất nhiều nhân tài từ ngôi trường này ra nha các bạn. Các bạn thấy không? Những hình ảnh về Sài Gòn, khu vực của Tân Bình nha các bạn, Cách Mạng Tháng 8, khu vực của Tân Bình như thế nào các bạn? Đó, phía trước của chúng ta là quẹo qua bên tay phải là Phạm Văn Hai nha các bạn.
Vắng lặng quá các bạn nhỉ. Thật sự là vắng lặng. Do cái âm thanh nó ồn quá nha các bạn. Âm thanh mình chạy xe đó ồn quá nên là mình ghi âm lại, cũng mong tất cả các bạn cũng như là thông cảm về mình muốn cho những cái hình ảnh cũng như là những cái hình ảnh nó chất lượng hơn nha các bạn, đến cho các bạn, nên là mình để đỡ phải ồn hơn thì mình thuyết minh nha các bạn. Mình quay xong về mình thuyết minh lại cho các bạn xem. Đó, đây là cái ngã tư nha các bạn, ngã tư Bà Hiền. Đó, hướng thẳng qua bên kia đó là đường Trường Chinh nha các bạn. Úp đường Trường Chinh rồi, đó. Bên tay phải của mình đó các bạn, đó là trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thượng Hiền, khá nổi tiếng nha các bạn. Đó, bên tay phải mình đó, một ngôi trường cũng cực kỳ nổi tiếng nha các bạn. Hướng này là đường Phan Đăng Lưu nha các bạn. Chúng ta đang đi qua đường Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu cũng vắng lặng không các bạn. Đó, bên tay trái chúng ta đó là trung tâm triển lãm quốc tế nha các bạn, hội chợ của Tân Bình. Ở đây thì hàng năm thì có rất nhiều cái hội chợ diễn ra nha các bạn, ở khu vực mà cái trung tâm triển lãm này, cũng như là phía sau nó các bạn là có một cái trung tâm thể dục thể thao Tân Bình đó các bạn. Rồi, chúng ta sẽ quẹo đi một vòng luôn nha các bạn. Đi một vòng. Đó, các bạn nhìn thấy như thế nào? Những hình ảnh về Sài Gòn như thế nào? Đây là đường Xuân Hồng nha các bạn, ở phía sau của cái trung tâm mà triển lãm đó các bạn. Đường cái cũng cực kỳ thoáng. Thứ hai nữa là các cửa hàng cũng đã đóng cửa nha các bạn. Các cửa hàng cũng đã đóng cửa, hạn chế ra ngoài đường, ngừng các hoạt động nha các bạn. Đó, đây cũng là một góc. Mình sẽ quẹo bên tay phải nha các bạn, hướng đi về khu vực ngã ba Bà Quẹo, Bầu Cát nha các bạn. Mình sẽ lang thang và quay luôn cái khu vực Bầu Cát cho các bạn xem luôn tình hình nó như thế nào nha các bạn. Đây là khu vực đường Trường Chinh nha các bạn. Bạn nhìn thấy như thế nào? Đường Trường Chinh á, thì mấy khi mà các bạn được chạy như thông thoáng như thế này, đúng không các bạn? Nó cực kỳ, nó thật sự đường Sài Gòn, Cách Mạng Tháng 8 hay là Trường Chinh hay là rất hay là Nguyễn Thị Minh Khai thì không thể nào mà chạy được thông thoáng những ngày thường đâu các bạn. Lúc này Sài Gòn đang sống chậm lại nha các bạn. Đó, phía trước chúng ta là phía bên tay phải đó các bạn, là đường Hoàng Hoa Thám nha các bạn. Hoàng Hoa Thám đi chạy vượt ra đường Cộng Hòa nha các bạn, cũng như là hướng ra cái khu mà sân bay nha các bạn. Mình sẽ quẹo vào đường Đồng Đen nha các bạn, để xem thử cái khu Bầu Cát á, ngày nay như thế nào luôn, và quay lại luôn những cái hình ảnh khu Bầu Cát cho các bạn xem luôn nha các bạn. Đây là khu Bầu Cát nè, đây là đường Đồng Đen, vắng lặng không các bạn, nhìn rất hạn chế người ra đường, người dân chấp hành rất tốt và nghiêm chỉnh nha các bạn, theo chỉ thị của 16 của chính phủ. Cuộc Sống Sài Gòn TV ghi nhận lại và quay lại những hình ảnh về Sài Gòn cho tất cả các bạn xem. Đây là hướng vào khu Bầu Cát nha các bạn, hướng vào khu Bầu Cát của quận Tân Bình. Khu này là khu người quản ở rất nhiều nha các bạn, khu người quản ở rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn cho các bạn. Đây là khu vực Bầu Cát nha các bạn. Nếu mà có dịp về Bầu Cát và thưởng thức một số cái món ăn đặc sản xứ Quảng có tại Sài Gòn nha các bạn. Đây là mình ghé về cái con đường gọi là đường Bầu Cát chính nha các bạn, không số Bầu Cát, không số đó, bởi vì ở Bầu Cát nó có Bầu Cát 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó, nên là mình sẽ đi theo đây là con đường Bầu Cát thôi nha các bạn. Sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những cái hình ảnh về
con đường Bầu Cát cho các bạn xem. Nơi đây đặc biệt là bán các rất nhiều đồ ăn xứ Quảng, nó có một cái ngôi chợ nha các bạn, cái ngôi chợ Bầu Hoa. Nếu các bạn muốn ăn đồ Quảng thì cứ ghé khu vực Bầu Cát là sẽ có nha các bạn. Rồi chúng ta quẹo qua đường Trương Công Định. Trương Công Định nha các bạn. Hình ảnh đường Trương Công Định, quận Tân Bình, các bạn thấy cũng như thế nào? Cũng cực kỳ vắng lặng phải không các bạn? Không có nhộn nhịp như mọi khi nha các bạn. Rồi ta sẽ quẹo bên tay trái đường Ba Văn nha các bạn, để đi ra khu vực đường Âu Cơ, xem thử tình hình khu vực đường Ba Văn, đường Âu Cơ như thế nào luôn nha các bạn. Đường Ba Văn vắng lặng luôn các bạn, thấy không? Đường Ba Văn vắng lặng luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải nha các bạn, hướng bên tay trái là đường Âu Cơ cũng như là Lý Bấn Bích, còn phía bên tay phải chúng ta đang chạy đây là một đoạn của đường Âu Cơ gốc Mũi Tàu nha các bạn. Đường Âu Cơ, Ba Văn, Lý Bấn Bích, đây là cái hướng về ngã ba Bà Quẹo nha các bạn, một cái địa điểm mà kẹt xe cũng cực kỳ nổi tiếng. Sài Gòn đang lên phương án cũng như là giải tỏa đền bù cái khu vực này là để mở rộng ra nha các bạn. Khúc đường, một đoạn đường Ba Văn, khúc một đoạn đường Trường Chinh nha các bạn, Tân Kỳ, Tân Quý, xuống ngay chỗ khu vực chợ Võ Thành Trang, quẹo phải là đi về hướng lại về trung tâm nha các bạn, quận 1 được cách mạng 8 á. Đó đây ngã ba Bà Quẹo đây các bạn ơi, thấy khung cảnh cũng cực kỳ là thông thoáng các bạn nhỉ, xe cộ chạy sướng, rất thông thoáng. Mình sẽ quẹo tay trái bên lên đường Tân Sơn Nhì nha các bạn. Và nhìn đường Tân Sơn Nhì một đoạn cũng vắng vẻ quá các bạn nhỉ, cực kỳ vắng vẻ. Rồi mình quẹo vào một cái hẻm nha các bạn, mình xem thử tình hình trong hẻm như thế nào luôn. Đây là phía trước chúng ta đó các bạn, đó là trường Đại học Công nghệ Thực phẩm nha các bạn, trên văn phòng tại đường Tân Kỳ, Tân Quý. Nó nằm, địa điểm chính của nó là nằm ở trên đường Lê Trọng Tấn nha các bạn, trường Đại học Công nghệ Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta đi ra con đường Tân Kỳ, Tân Quý, khu vực này nè các bạn, sắp được giải tỏa đền bù cũng như là mở rộng, bởi vì mấy ngày thường nữa các bạn, mấy ngày mà không có lệnh cấm á, hạn chế ra đường á, thì khu vực này là cực kỳ kẹt xe, rất kẹt xe luôn các bạn. Mình sẽ quẹo vào đường Lê Trọng Tấn nha các bạn, của khu vực Tân Phú. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng với Cuộc sống Sài Gòn TV. Do về những hình ảnh nó ồn quá, âm thanh nó ồn quá, nên là Cuộc sống Sài Gòn TV bằng phép là chứng minh lại cái hướng đi cũng như là nói về những cái hình ảnh về Sài Gòn ngày 7 tháng 4 nha các bạn, cho tất cả các bạn xem khu vực từ khu vực Chợ Lớn cho đến quận 3, rồi tới Tân Bình và một đoạn của Tân Phú nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu các bạn thích hãy nhớ đăng ký kênh để mình sẽ cập nhật
những cái hình ảnh về Sài Gòn thường xuyên nha các bạn, về đường phố Sài Gòn như là cuộc sống đời thường ở Sài Gòn, du lịch và ẩm thực. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Nha các bạn, Lê Trọng Tấn, cầu vượt Lê Trọng Tấn phía trước cầu vượt các bạn.